chào tất cả mọi người. Hôm nay lại tiếp tục là một ngày đẹp trời. Trần Tống quyết định là hôm nay sẽ đi săn đồn sale. Tại vì mấy nay Tống cũng lướt trên Facebook thì Tống thấy gần Tết rồi đó, cũng có rất là nhiều store sale đồ. Và ngày hôm nay thì Tống nghĩ là mình sẽ đi mua giày, cho nên là cũng tìm tòi trên một số store, coi là store nào mà sale dịp cuối năm á thì Tuấn sẽ đi, và xong Tuấn review tất cả mọi người xem. Gần Tết mà, thì ví dụ như mình có hoạt động dịp Tết vui vui thì mình quay lại cho mọi người xem. Thì hôm nay Tuấn sẽ đi mua giày. Cái chỗ mà Tuấn sẽ đi mua giày nó nằm ở trên đường Lê Anh Tôn, gần khách sạn New World. Biết xem đó là chỗ nào thì lát nữa mọi người sẽ biết. Let's go. Lâu lâu cái gì sang trên đường nào? Lên Tôn, khách sạn New World. Không. Khách sạn New World. Không phải từ khách sạn New World nằm trên đường Lên Tôn không nè. Sống gì không? Thật ra Tuấn nói chuyện cho mọi người cho vui thôi. Tuấn cũng không phải là người không biết đường. Thật ra là cái store giày đó nằm kế bên khách sạn New World. Còn tên đường này lát nữa Tuấn sẽ nói rõ cho mọi người xem. Tại vì bây giờ nói thì để mọi người rất bất ngờ. Không có gì mà bất ngờ. Cho mọi người bất ngờ. Không có gì. Ok, lát nữa mọi người xem nha. Let's go. Tuấn đã tới nơi rồi. Cái nơi mà Tuấn hôm nay sẽ đến đó chính là Skechers. Tuấn sẽ mua giày ở đây. Cái store này thì nó nằm kế bên Starbucks ngay cùng bên của đây quận nhất phòng tư đó. Nhất phòng quận nhất. Tuấn sẽ giải thích lý do tại sao mà Tuấn lại chọn cái store này. Tại vì đây là một hãng thời trang của Mỹ, và cái điều mà ở đây thì nó bán rất là nhiều là áo, cả nam, nữ, giày, dép đều có hết. Nhưng mà thường ngày cũng sẽ mua giày ở đây. Bởi vì giày ở đây mang rất là êm chân, rất là nhẹ, có thể rất là thoải mái, rất là cân bằng. Tại sao mà Tuấn nói vậy thì Tuấn sẽ lấy thử một mẫu để cho mọi người xem. Ủa, cái chương trình sale của mình là áp dụng từ ngày mấy tháng mấy? Bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 4 tháng 1. Ngày 4 tháng 1 đến ngày 23. Ồ, vậy là chương trình sale nó sẽ dao động từ ngày 4 tháng 1 tới ngày 23 tháng 1. Vậy là tầm tới 28 Tết luôn. Bây giờ mình sẽ thử. Cô bạn có cái này size 43 không? Dạ có ạ, anh đợi xem đến bài trên. Đôi này hiện tại bây giờ đang là sale 50%. Giá của nó là 1.025.000, giá gốc của nó là 2.050.000 mà đã sale rồi là 1.025.000. Đây, mọi người xem nè. Tôi rất là thích cái của những cái đồ của Skechers, bởi vì nó mang nó sẽ rất là nhẹ, rất là êm. Đây, cái lưỡi gà của nó này có một cái logo của Skechers ở mặt trước con của nó. Rất là hay luôn. Mang rất là chắc, tính thử nha. Mọi người nhìn đôi giày này nha. Nhìn có vẻ rất là nặng nề nhưng mà mang rất là nhẹ. Đeo nó cao su. Tuấn sẽ lấy cái đồ này. Đôi này mà mọi người mang với lại những cái quần jean hay là những quần áo skinny á, nó ôm sát. Rồi mặc thêm những cái áo phông mà nó bự bự á, sơ mi cũng được, áo thun cũng được. Nhìn chân nó sẽ rất là dài nè, cái này nó cũng hơi ăn dây cái cổ luôn. Nó cũng rất là cao nè, cho nên mang rất là thoải mái luôn. Giày này thì đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Nếu mà tập thể thao thì có thể kiếm đồ để mà tập dụng. Đây, đồ này 1992, năm sinh của Tuấn luôn rồi. Tuấn cũng có một đôi giống như vậy, mà màu đỏ. Thì chắc là số là 1992 này là biết năm sinh của Tuấn á, cho nên là kiểu là bắt đầu sản xuất luôn. Tại cái mẫu này em xe 40%. Xe 40%. Đôi này là bao nhiêu ta? 1.400.000.
490.000 là nó đã sale rồi đúng không? Dạ chưa sale chứ nó sẽ gốc anh. Ồ. Sau khi sale mà 894.000 là sale 40%. Dày của Skechers tôi rất là thích á. Thích ở đây là đa phần tất cả các đôi đều rất nhẹ. Và cái riêng cái đôi này thì mọi người thấy cái mặt trước của nó này là một cái lớp mút rất là êm. Và bản thân chân Tuấn đó, giống như mọi người thấy nè, cái nếu như mà cái phần chân Tuấn á là cái phần thường nó sẽ bị bè rộng ra hai bên. Nếu như mà mình lựa chọn không có kỹ á, mà cái giày cái form nó không đẹp á, thì mọi người thấy là cái chỗ này nó sẽ bị lòi liền. Nhưng mà mọi người nhìn nè, mang nó rất là ôm chân, rất là đẹp, rất là fit luôn, rất là thoải mái. Còn đế nó thì nó vẫn là bằng cao su thôi. Cái đế ở đây có một logo của Skechers. Đồ này nếu mà tối nay cũng đi học bỏ cũng được nha. Mang rất là êm. Đó mọi người nhìn coi nè. Thường nha, ví dụ như mà mang không được nha, làm gì nó sẽ bị nhăn đúng không? Còn mọi người để đây nè, thẳng lại nè. Cái form nó rất đẹp. Mang rất là nhẹ luôn. Tôi sẽ đi cho mọi người xem một vòng. Ở đây nó mang chỉ hấp hôn nè. Rồi những cái quần full khoái. Dép có những đôi sẽ sale tới 20%, còn lại sẽ đa phần sẽ là sale 5%. Còn một đôi dép này nó cũng được giá luôn nha. Là tầm 990.000. Đây, còn 1.000.000. Đó, đôi này bao nhiêu? Con này 890.000, hàng mới về. One piece. Có là dép sẽ dao động từ là trên dưới 1.000.000. Còn tất sẽ dao động từ 229 tới 359. Đó. Còn áo khoác sẽ là 2.500.000 đổ lại. Quần thể thao sẽ là 1.600.000 đổ lại. Còn áo thun là tầm 700 đổ lại. Hoặc nếu còn áo hoa tầm những viên sale này. Cái này có sale không ta? Dạ, tụi em đang sale cho sản phẩm này là 5% nha. 5%? Dạ. Chết tôi rồi. Đồ One Piece này là 2.050.000, giảm 5%, thì đâu đó còn 1.900.000. 2.050.000, 5%. Dạ còn 1.948. 1.948, lấy cho mình xài cái này sẽ 43. Thẳng xài nha. Bây giờ tôi sẽ đi xem và thử giày giày cổ như này luôn. Size 39. Con này 23. Anh chọn cái đó thì nó có hai màu, màu đen và màu xanh. Vậy bạn lấy cái đôi này cho mình nhé. Size 39. Tôi sẽ review sơ cho mọi người xem tại sao tôi chọn đôi này cho mình Tuấn. Tại vì thường á, cỡ tuổi tầm mẹ Tuấn thì thích mang những cái gì đó mà nó tiện lợi, nhưng mà nó nhanh nhất thì cũng sẽ chọn cái mẫu mà nó không phải buộc dây dày, chỉ cần sọt chân gọi là được. Và cái mẫu này rất là ưng chân mình. Đây, rất là nhẹ, cầm rất là nhẹ. Không có miếng lót dày bằng vải, rất là ưng chân. Còn cái đế này rất là tỉ mỉ. Đây, có một cái logo của Skechers. Mấy cái này nó giúp cho ma sát chạy chân, đi tập thể dục thể thao hay là đi chơi. Mẹ Tuấn bây giờ thích mang sneaker lắm. Cái dòng mà của Skechers kiểu là mang rất là ôm chân luôn và rất là thăng bằng. Thì bình thường á, mình làm mình chạy thì đó thì nó giúp rất là dễ bị chấn thương cho cổ chân. Nhưng mà riêng về của Skechers thì cũng rất là thích cái là ôm rất là ôm sát cổ chân, tránh bị những tình trạng là chấn thương khi mà mình chạy quá nhanh. Thì mẹ của Tuấn thì cũng quan trọng là cái sức khỏe nên chọn đôi mẹ Tuấn sẽ lấy được. Bây giờ mẹ Tuấn cũng đã có giày rồi thì bây giờ Tuấn sẽ mua đôi giày cho anh Tuấn sẵn ra tặng quà Tết cho. Hồi nãy là Tuấn có lén lén, Tuấn thật là mua đồ đẹp quá. Đây là giá của nó là 1.690.000, giảm 5%. Còn đây là cái quần, quần giá của nó là 1.290.000. Rồi, chúng
gửi đồ thành phố mình cũng vô nhé. Lát nữa cho một cặp. Sau những cái đợt sale xong các sản phẩm khác là bây giờ mình chỉ cần thanh toán 13.800.000 đúng không? 13.800.000 có nghĩa là bây giờ cái bill thật của mình là 23.531.000, nhưng mà có những cái đô mình giảm được 40%, 50% và 5%. Bây giờ cái giá của mình thanh toán chỉ là 13 triệu, mình nhớ nói gì đó, 13 triệu, 13.531.000. 13.531.000 thì là mình giảm tới 8. Là khi mà sản phẩm một triệu, hóa đơn một triệu sẽ được tặng bao lì xì. Mà lì xì như thế này. Vậy có nghĩa là mình chỉ cần mua hóa đơn tặng một triệu là mình sẽ được bao lì xì nữa. Dạ, hóa đơn của anh thì sẽ được tặng. Đưa có nhiều bao lì xì như vậy là Tết này không xâm bày đâu, mình đi lì xì nhiều lắm á. Đó là nhìn lớp rồi, khổ lắm bây giờ. Rồi, vậy là mọi người hãy tới ngay với lại Sketcher kế đằng sau của cái sàn Uber, kế bên cái cà phê Starbucks. Mà cái này có địa chỉ cụ thể không ạ? Không đúng không? Yeah. Đó, như vậy thì mọi người sẽ dễ biết tới đây. Tại vì sale nó sẽ dao động từ ngày 4 tháng 1 cho tới ngày 23 tháng 1. Giá sale sẽ lên gần tới 50%. Mọi người hãy tới đây, mình tin chắc là mọi người sẽ có những cái sự lựa chọn thật là đẹp, ăn mặc có thiệt là đẹp. Thì Tết để có gì tính lì xì nha. Bye bye tất cả mọi người. Ta-da.